3. Hòa thượng Tuy Hóa giảng ngày 2 tháng 12 năm 1993. Đệ tử hỏi: khi ngũ ấm đến lúc tiêu trừ, hành giả đã vượt qua được kiếp trượt rồi. Quán sát cội gốc của sắc ấm, hành giả thấy vọng tưởng kiên cố là cội gốc của sắc ấm. Hòa thượng: hành giả vẫn còn nhiều vọng tưởng, nó kiên cố là vì hành giả đã chấp trước quá sâu vào cảnh giới này. Đệ tử: có phải tất cả những vọng tưởng kiên cố đều là cội gốc của sắc ấm? Hòa thượng: là do khi hành giả đạt đến cảnh giới ấy, có những hiện tượng ra sao? Nó có phải là cội gốc của sắc ấm hay không? Chẳng phải là vấn đề, chẳng có cách nào để xác định được cội gốc của nó. Điều đó là hư vọng. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều y như vậy. Ngũ ấm phù dân vô khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Năm ấm như mây nổi, chẳng có chỗ đến đi. Ba món độc, tham sân si, như bọt nước, mất còn như hư không. Nó đều không thực, mọi cảnh giới đều là hư huyễn. Đệ tử: nó giống như giấc mộng, trong ấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Hòa thượng: đúng vậy. Mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Nghĩa là trong mơ rõ ràng qua sáu nẻo, ngộ rồi mọi vật thảy đều không. 4. Hòa thượng giảng vào ngày 2 tháng 12 năm 1993. Đệ tử: bạch hòa thượng, cảnh giới này gọi là tinh minh hòa lẫn vào tiền cảnh, câu này nên hiểu như thế nào? Hòa thượng: nghĩa là hành giả ấy quá lanh lợi, anh ta có trí thông minh hư giả và trí thế gian, đơn giản là anh ta quá thông minh lanh lẹ. Đệ tử: bạch hòa thượng, tiền cảnh nghĩa như thế nào? Hòa thượng: nó liên quan đến cảnh giới đã được đề cập ở trước. Đệ tử: thưa, có phải cảnh giới này xuất hiện khi hành giả dụng công tu tập không? Hòa thượng: đó chính là cảnh giới mà hành giả đã đạt đến trước đây. Ha ha ha, 问什么的说